vâng xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chủ dụng shoptech và em Thăng vũ video ngày hôm nay thì em Thăng vũ sẽ gửi đến tất cả quý cô chú anh chị theo dõi một cái video đánh giá hai dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất ở shoptech vừa qua với những dòng sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với tất cả cái nhu cầu du lịch sẵn ong cho người lớn và cho trẻ em thì đều có khả năng sử dụng cả và video ngày hôm nay thì em sẽ đánh giá với cái tầm giá này thì chúng ta có nên lựa chọn những phân khúc HD Dream và ED Captor hay không ờ, với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ gửi thắng vũ sẽ gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị là những dòng sản phẩm chính hãng từ nhà EK đang được ủy quyền của Sotech với phân khúc bên tay trái em là phân khúc HD Dream là phân khúc 8x42 và phân khúc thứ hai bên phải em là phân khúc ED Captor đó, có hai vạch xanh đỏ đó là phân khúc 8x42 Captor Ờ, với dòng sản phẩm này hôm nay thì nó sẽ có những cái mức giá trình lệch khá là nhiều và uh, từ đó quý cô chú anh chị làm sao mua lựa chọn sao cho nó phù hợp với dòng sản phẩm uh, 842 HD Dream ấy, thì giá của nó hiện tại đang rất là ưu đãi là tầm, tầm đâu đó tầm khoảng một triệu rưỡi. Đó, còn uh, Uh, bản ED capter thì nó sẽ giá của nó, nó sẽ cao hơn khá là nhiều là là hai triệu 7 nhưng mà thực tế với giá 2 triệu 7 là giá tốt hơn rất là nhiều so với thời gian trước thời gian trước những cái dòng sản phẩm EK cây đặc biệt là những ED capter này giá rất là cao uh, thì em cũng muốn lên video để chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị những dòng sản phẩm giá tốt và có chất lượng cực kỳ là tốt. Uh, ok trong phân khúc giá quay trở lại dòng sản phẩm sản phẩm này ngày hôm nay thì điểm giống nhau và điểm khác nhau là gì và tại sao hôm nay thì em sẽ lên video là video 8X với hai phiên bản là phiên bản HD và phiên bản HD với quý cô chú anh chị nào mới sử dụng và à, mới trải nghiệm ống nhòm quang học ấy thì 8X là lựa chọn hàng đầu cho tất cả quý cô chú anh chị một trong những cái điểm mà em đánh giá rất là cao đối với nhà EK đó là việc độ hoàn thiện sản phẩm trong phân khúc giá thì cũng rất là tốt rồi đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái điểm chung của hai trong sản phẩm này. À, điểm chung đó, đó là đều là thuộc hãng của EK hết, đó, đều là thuộc chính hãng của nhà EK và cái điểm thứ à, điểm thứ hai đó là à, đối với trong sản phẩm này thì đều có độ phóng đại là 8X và đường kính ống là 42 mm đường kính ống của nó là đều là 42 mm. Thân của hai con này thì uh, thực tế nó đều là bọc cao su nhưng mà quý cô chú anh chị có thể nhìn qua một xíu chúng ta sẽ biết là với cái dòng phiên bản cao cấp ấy, thì nó sẽ bọc chất lượng khá là nhiều. Cao su nó sẽ êm tay hơn nhá. À, quý cô chú anh chị có thể thấy này, ở cái dòng này thì cầm sẽ êm tay hơn rất là nhiều so với phân khúc phân khúc HD Dream. Uh, với phân khúc HD Dream này thì hai phiên bản ngày hôm nay á, thì quý cô chú anh chị uh, có thể thấy là nó sẽ đều là những cái phiên bản chống nước uh, quý cô chú anh chị nào đã theo dõi kênh youtube của tech thì đều biết đây là những cái phiên bản chống nước 100% và nó sẽ có độ bền cực kỳ là tốt trong phân khúc giá hiện nay uh, như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu qua cái điểm giống nhau của hai phân khúc này ờ, thực tế hai sản phẩm này thì nó sẽ có mức giá nó sẽ hoàn toàn khác nhau và như thế thì nó sẽ có cái sự khác nhau hoàn toàn và chúng ta sẽ cùng đi điểm qua những cái điểm khác nhau của hai phiên bản ngày hôm nay trước tiên thì chúng ta phải nói đến đó nó chính là công nghệ sản xuất đối với dòng sản phẩm ed capter này thì nó sẽ có uh, thứ nhất là uh, thân của nó là thân hợp kim thân thân hợp kim thì nó sẽ có cái khối lượng nặng hơn một xíu và thứ hai là đặc biệt là cái độ bền độ bền nó sẽ nó cao hơn so với phiên khúc HD và khúc lên ngày hôm nay thì nó sẽ có một thân của nó là thân nhựa hoàn toàn nhá trục chính của nó thì nó vẫn là bằng hợp kim họ trục chính thì vẫn là hợp kim nhưng mà về cái phần thân ống á, thì nó vẫn là nó là một nhựa chứ không phải là bằng hợp kim họ rất nhiều shop bán nhưng mà thực tế người ta không biết về cái sản phẩm họ đang bán sẽ như thế nào rồi thứ hai nữa đó chính là về cái chất phủ Ờ, chất phủ của dòng này á, thì nó sẽ khác hai phiên bản này này là, là sẽ khác nhau đó, quý cô chú anh chị uh, uh, có tham khảo cái phiên bản phiên bản ed rất nhiều quý cô chú anh chị thắc mắc là tại sao là uh, có phải là kính ed là kính màu hồng không thực tế là không phải kính ed nó, nó sẽ có một cái lớp trong này đó, đó là phủ màu hồng đây đây là một phủ chất phủ ấy. các bác nhé đây là chất phủ chất phủ chứ không phải là một loại kính kính xanh hay là kính hồng đây là một cái chất phủ chất phủ này thì nó bên bên phải em là phần phân cap thì là phủ uh, phủ lmc là phủ hồng đỏ nó sẽ cao cấp hơn so với phiên khúc dưới là phân khúc phủ xanh đó. À, một điểm nữa mà em uh, vừa nãy em có nói qua đó chính là việc là sử dụng công nghệ kính ad cái điểm thứ ba này Ờ, đây có lẽ là một trong những cái điểm mà em đánh giá rất là cao trong phân khúc giá của phiên bản ID Cũng như là nó sự khác biệt rõ, rõ rệt so với phân khúc phân khúc HD ờ, với cái dòng sản phẩm SD này thì một trong những cái điểm mà em đánh giá rất là cao Nó chính là nó sử dụng công nghệ kính ED Nên là cái hình ảnh nó sẽ cho so sắc nét lên rất là nhiều ờ, em cũng có, có một số cái video để test qua test qua về cái độ sắc nét của sản phẩm thực tế là qua cam điện qua cam của điện thoại camera của điện thoại thì nó sẽ không đánh giá được hết hoàn toàn chất lượng nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng hai dòng sản phẩm này thì nó sẽ có độ sự khác nhau hoàn toàn rõ rệt nhá à, quý cô chú anh chị nếu chúng ta sử dụng mắt thường á thì đối với những dòng sản phẩm helicopter thì nó hình ảnh nó rất là tốt nó không dại ảnh như phiên phân khùng phân khúc hd và uh, một trong những cái điểm Mà em đánh giá cũng Cực kỳ quan trọng Đối với quý khách hàng nào muốn mua sản phẩm trải nghiệm uh, Đi du lịch, săn ong Đó chính là cái góc nhìn Và uh, trước khi đến cái góc nhìn ấy, Thì chúng ta sẽ để ý này Cái mắt thị kính của em nó của phân khúc á Nó sẽ có cái nấc này Điều khiển cũng rất là mượt Và đặc biệt của nó là cái mắt thị kính non Nên đến 2,4cm Cực kỳ là to và dễ sử dụng Và cái phân khúc này phần khúc này thì nó chỉ tầm 20 thôi. Đó. Cái cái cốc mặt này thì cũng rất là mượt nhưng mà với cái uh, cái cái đường uh, cái cái đường kính của cái mắt thị kính của em captor này thì nó chính xác là cho góc nhìn là 7,5 độ. Con 842 ED captor và con HD Dream này chính xác con nó so với 3 độ nữa thôi và nó trinh lệch đến 1,2 độ thì quý cô chú anh chị uh, cũng lưu ý khi mà chúng ta mua hàng. Đó, như vậy là chúng ta đã cùng đi khám phá qua về một số những cái điểm uh, về cái mặt bằng cái thông số của hai dòng sản phẩm này và một điểm cuối cùng nữa mà em muốn đánh giá uh, sự khác nhau của hai dòng này đó chính là về phần năng kính của nó uh, với cái dòng sản phẩm của SK uh, capter thì năng kính sẽ được tính điện còn, uh, còn phản phiên h dream thì trắng phục pha thôi thì nó sẽ liên quan đến công nghệ nõi của sản phẩm thì quý cô chú anh chị nào chưa am hiểu sản phẩm thì uh, em chỉ nói qua như vậy và uh, như vậy thì chúng ta đã cùng đánh giá cái điểm khác nhau và giống nhau Đó, thì của hai dòng sản phẩm này thì thực tế với quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua một sản phẩm chất lượng cao muốn có một cái đầu tư thì chúng ta phải nên dùng những cái phiên bản helicopter cái này thì em khuyên thật còn nếu mà chúng ta mới bắt đầu chơi vào Uh, chưa dám bỏ một số tiền lớn để đầu tư thì chúng ta cũng có thể tham khảo phân khúc HD Dream. Giá của hai con này cũng em cam kết là tốt nhất trong phân khúc giá hiện nay. Và quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng và có nhu cầu muốn trải nghiệm thực tế thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên Em. Bên em ở trong ngõ 140 Nguyễn Xuyển Hà Nội và uh, số điện thoại hotline này thì chúng ta có thể liên hệ theo trên màn hình đó chính là 988862059 để được hỗ trợ và bên em sẽ ship code để quý chú chị nào muốn liên hệ đặt hàng thì qua số hotline này là giúp em à, một phần nữa mà em muốn uh, trao đổi qua một xíu là về cái mức giá thành của hai sản phẩm này thì ngay trong đầu video ấy thì em muốn chia sẻ là đây uh, bên trái là một uh, hiện tại giá của nó là giá hiện tại nhá quý ra thời điểm này em ra video là một triệu rưỡi còn bên phải của em là là 2 triệu bảy uh, thực tế là um, tất cả những sản sản phẩm này cũng quá tốt trong phân khúc giá rồi vườn uh, một phiên bản chống nước hoàn toàn uh, độ sắc nét cao hàng chính hãng một triệu rưỡi thật sự là rất là khó ở tìm ở thị trường Việt Nam ở bên phải là dòng phần bộ cẩm cao cấp hơn là phần EDCaptor ờ, quý cô chú anh chị nào thấy hay và có ý kiến thì chúng ta có thể bình luận ở phần dưới video thì chị em có thể giải đáp tất cả những cái thắc mắc liên quan còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị cho các video tiếp theo